về tình hình sạt lở đất tại tỉnh Sơn La. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất khiến nhà một hộ dân ở huyện Mường La bị sập, hai cháu bé bị thương. Căn nhà bị sập là của ông LVH ở bản Nà Lết, xã Triềng Lao, huyện Mường La. Vụ sạt lở khiến tường nhà đổ sập làm hai cháu bé ở trong nhà bị thương. Nhận được thông tin, xã Triềng Lao đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông H di chuyển ra khỏi nhà và đưa hai cháu nhỏ đi cấp cứu. Những ngày qua thì trên địa bàn huyện Mường La có mưa lớn. Ngoài các biện pháp của ngành chức năng, địa phương còn tuyên truyền đến người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở.